Đồng chí lãnh đạo các bộ, ban, ngành ở Trung ương, ban tổ chức xin nhiệt liệt chào mừng và trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Xuân Cường, Ủy viên Ban chấp hành Trung đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Cao Đức Phát, Ủy viên Ban chấp hành Trung đảng, Phó trưởng Ban thường trực Ban kinh tế Trung ương, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Phan Xuân Dũng, Ủy viên Ban chấp hành Trung đảng, Ủy viên Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Quốc hội, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Vinh Hà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Quốc hội, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Ban tổ chức xin nhiệt liệt chào mừng và trân trọng giới thiệu đại biểu là các lãnh đạo các tỉnh, thành phố, lãnh đạo các cơ quan đảng, đoàn thể. Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Bùi Văn Cửu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Vũ Tấn Dũng, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối các trường Đại học Cao đẳng Hà Nội, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Vũ Tấn Thủy, Ủy viên Ban cán sự Đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Ban tổ chức xin nhiệt liệt chào mừng và trân trọng giới thiệu các đồng chí nguyên là Bộ trưởng, Thứ trưởng, nguyên là lãnh đạo các cơ quan trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các nhà khoa học thuộc Hội Khoa học Kỹ thuật Lâm nghiệp Việt Nam, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Ban tổ chức xin nhiệt liệt chào mừng và trân trọng giới thiệu đại biểu của các đoàn khách quốc tế là hiệu trưởng, phó hiệu trưởng của các trường đại học, giám đốc, phó giám đốc của các học viện, đại biểu của các dự án, các tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam, các viện nghiên cứu, các đại sứ quán đến từ các quốc gia Phần Lan, Liên bang Nga, Cộng hòa Liên bang Đức, Mỹ, Nhật Bản, Hungary, Hà Lan, Tây Ban Nha, Italia, Pháp, Ba Lan, Cộng hòa Séc, Australia, Thụy Sĩ, Thụy Điển, Canada, Nigeria, Ấn Độ, Kazakhstan, Trung Quốc, Hàn Quốc, Malaysia, Indonesia, Myanmar, Philippines, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Campuchia, hiện đang hợp tác với Trường Đại học Lâm nghiệp, đã về dự hội thảo quốc tế tại trường và tham dự lễ kỷ niệm, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Ban tổ chức xin nhiệt liệt chào mừng và trân trọng giới thiệu các đại biểu là lãnh đạo, chuyên viên thuộc các tổng cục, cục, vụ, viện, văn phòng, thanh tra, các ban tạp chí, nhà xuất bản, các trung tâm, hiệp hội, các câu lạc bộ, ban quản lý các dự án, các tổng công ty và công ty, các viện nghiên cứu, trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước, Kiểm toán Nhà nước, Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, các đại biểu là lãnh đạo và chuyên viên các Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường, các chi cục, các vườn quốc gia, các khu bảo tồn thiên nhiên, các nông lâm trường trong cả nước. Tham dự còn có các đại biểu đến từ các trường đại học, cao đẳng, trường quản lý cán bộ, trường trung học chuyên nghiệp và dạy nghề, trường công nhân kỹ thuật trong ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Ban tổ chức xin nhiệt liệt chào mừng và trân trọng giới thiệu các đồng chí đại biểu là lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể của thành phố Hà Nội và các tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương, Đồng Nai, tỉnh Bình Dương, nơi trường Đại học Lâm nghiệp và phân hiệu của trường đã và đang đóng quân, các đồng chí lãnh đạo và đại biểu của các huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương, các đồng chí lãnh đạo và đại biểu của thị trấn Xuân Mai, xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ, thị trấn Trảng Bom, xã Quảng Tiến, huyện Trảng Bom, xã An Thạch, huyện Thuận An, xã Bình Dương, xã An Sinh, huyện Đông Triều, xã Lê Lợi, huyện Chí Linh. Tham dự còn có các đại biểu thuộc các cơ quan đơn vị, công an, quân đội, trường học đóng trên địa bàn thị trấn Xuân Mai, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Ban tổ chức xin nhiệt liệt chào mừng và trân trọng giới thiệu các đồng chí lãnh đạo và phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC1, Đài Tiếng nói Việt Nam VOV, các đồng chí phóng viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí đã về dự và đưa tin,
về lễ meeting trọng thể này, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Vì điều kiện công tác, nhà trường rất vinh dự được đồng chí Trịnh Đình Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, mặc dù rất bận với những công việc trọng đại của đất nước không thể về tham dự lễ kỷ niệm, song đã rất quan tâm tới sự phát triển của nhà trường, đã gửi những hoa chúc mừng. Ban tổ chức cũng xin thông báo một số cơ quan, đơn vị, trường học và cá nhân do điều kiện khách quan không thể về tham dự cũng đã gửi điện, hoa và quà tặng chúc mừng nhà trường. Ban tổ chức xin nhiệt liệt chào mừng và trân trọng cảm ơn sự quan tâm động viên của các đồng chí. Về đại biểu trường Đại học Lâm nghiệp, xin được trân trọng giới thiệu nhà giáo nhân dân, giáo sư tiến sĩ Trần Văn Trứ, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường Đại học Lâm nghiệp, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Xin trân trọng giới thiệu Phó giáo sư tiến sĩ Cao Quốc An, Chủ tịch Hội đồng trường, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu các đồng chí nguyên là Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ, nguyên Chủ tịch Hội đồng trường, nguyên là Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, nguyên là trưởng phó các đơn vị, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, các thế hệ thầy giáo, cô giáo, cán bộ viên chức và học sinh sinh viên đã từng công tác học tập tại trường Đại học Lâm nghiệp và phân hiệu của trường đã về tham dự đông đủ với buổi lễ. Tham dự lễ kỷ niệm còn có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ trường, Hội đồng trường, Ban giám hiệu, Ban Chấp hành Công đoàn trường, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên trường, trưởng phó các đơn vị và gần 1.000 thầy cô giáo, cán bộ viên chức cùng toàn thể các em học sinh sinh viên hiện đang học tập công tác tại trường đã về tham dự đông đủ với buổi lễ ngày hôm nay. Một lần nữa xin được nồng nhiệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo các bộ, ban, ngành ở trung ương, các cơ quan đoàn thể, các vị khách quốc tế cùng toàn thể quý vị đại biểu đã về tham dự lễ kỷ niệm 55 năm thành lập trường Đại học Lâm nghiệp và đón nhận cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể các đồng chí, sau đây tôi xin thông qua chương trình của lễ kỷ niệm. Các nội dung tiếp theo sẽ là diễn văn chào mừng và báo cáo kết quả 55 năm xây dựng và phát triển của Hiệu trưởng trường Đại học Lâm nghiệp, trao cờ thi đua của Chính phủ cho tập thể trường Đại học Lâm nghiệp và trao huân chương lao động hạng nhì và hạng ba cho các cá nhân, phát biểu của lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đại diện lãnh đạo các bộ ban ngành ở trung ương tặng học bổng cho các em sinh viên nghèo vượt khó và cho quỹ khuyến học khuyến tài của trường Đại học Lâm nghiệp, phát biểu của đại diện các thế hệ học sinh sinh viên, phát biểu cảm ơn của nhà trường và cuối cùng là bế mạc. Sau khi kết thúc chương trình, xin trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo các bộ ban ngành ở trung ương cùng toàn thể quý vị đại biểu đi thăm trường và dự bữa cơm thân mật với nhà trường. Buổi chiều bắt đầu từ 13:30 cho tới 17:00, nhà trường gặp gỡ cán bộ viên chức, học sinh sinh viên các thế hệ tại trường và các đơn vị trong trường. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể các đồng chí tham dự buổi lễ.